Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, theo phong thủy, việc xem ngày tốt xấu làm nhà giúp gia chủ chọn được ngày đẹp, tháng tốt để khởi công xây dựng công trình, giúp cho quá trình xây sửa diễn ra được suôn sẻ và thuận lợi, cũng như giúp cho gia chủ có cuộc sống may mắn và thành công, công danh sự nghiệp phát triển, gia đình hòa thuận. Nếu chẳng may ngày thi công đúng ngày giờ xấu thì quá trình xây dựng không được may mắn hay gặp rủi ro và tai nạn không mong muốn. Người xưa có câu lấy vợ xem tuổi đàn bà, xây nhà xem tuổi đàn ông. Do đó, việc xem ngày tốt xấu làm nhà dựa theo tuổi của đàn ông trụ cột trong gia đình hay chủ sở hữu công trình. Tuy nhiên, nếu nhà không có đàn ông thì có thể mượn tuổi hay lấy tuổi của người phụ nữ có quyền lực nhất trong gia đình. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày xây dựng nhà cửa tốt nhất trong tháng 11 âm lịch năm 2022. Kiến thức này được trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên quý vị hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng những ngày tốt mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính như sau. Một, những ngày xấu kiêng kỵ xây dựng nhà cửa trong tháng 11 âm lịch. 2, những ngày tốt nhất xây dựng nhà cửa trong tháng 11. 3, tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời, tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 4, tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là 5 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Nội dung đầu tiên mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị, những việc cần làm trong ngày xây dựng nhà cửa tóm tắt như sau. Nội dung thứ nhất, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong ngày xây dựng nhà cửa. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có một ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạng Vũ, như vậy sẽ không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người hoặc là rất ít. Ngoài việc chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem xét ngày đó tốt cho ai. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm ra những ngày tốt nhất để tiến hành công việc xây dựng nhà cửa trong tháng 11 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư để tự chọn cho mình được những ngày cát lành nhất, tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt từ âm dương, ngũ hành, thiên can, địa chi và lục mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp trong việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 0989 34 9119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày tốt toàn thư. Theo Ngày tốt toàn thư, những ngày xây dựng nhà cửa phải đáp ứng được các tiêu chí sau. 1. Ngày kỵ xây dựng nhà cửa, kỵ những ngày sát chủ mùa, thiên địa chuyển sát, thụ tử, dương công kỵ, tam nương, nguyệt kỵ, nguyệt kiến, nguyệt phá, thổ phủ, trực bình, trực thâu, trực bế, kiếp sát, tai sát, nguyệt hình, nguyệt yểm, thiên sự, đại thời, tứ phế, ngũ mộ, thổ phù, địa nang. 2. Ngày hợp xây dựng nhà cửa. Ngày tốt xây dựng nhà cửa bao gồm những ngày là thiên nguyện, thiên đức hợp, nguyệt đức hợp, thiên xá. Bây giờ xin mời quý vị cùng xét cát hung của từng ngày để tìm ra được những ngày tốt xây dựng nhà cửa trong tháng 11 âm lịch. Bước vào nội dung thứ 2, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 11 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn ra được một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, ta cần loại bỏ hết những hung tinh, những xung sát trong tháng để chọn ra được những ngày tốt nhất trong tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch năm 2022 nhâm dần bắt đầu từ ngày 24 tháng 11 dương lịch đến ngày 22 tháng 12 dương lịch. Tháng 11 là tháng Nhâm Tý, là tháng thiếu có 29 ngày. Ngày mùng 1 là ngày Tân Tỵ và ngày 29 là ngày Kỷ Dậu. Trong tháng 11 có hai tiết khí là Đại Tuyết và Đông Chí. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 11 âm lịch bao gồm những ngày sau. 1. Ngày sát chủ trong tháng 11 âm lịch là ngày Dần và ngày Mùi, bao gồm các ngày mùng 10 Canh Dần, 22 Nhâm Dần, mùng 3 Quý Mùi, 15 Ất Mùi, 27 Đinh Mùi. Đây là những ngày xấu đại kỵ không dùng. 2. Là ngày sát chủ mùa là những ngày Mão, bao gồm 11 Tân Mão, 23 Quý Mão, cũng kiêng kỵ không dùng vào việc gì. 3. Là ngày thiên địa chuyển sát là các ngày Nhâm Tý, Bính Tý, tháng 11 âm lịch không có hai ngày này. 4. Là ngày thụ tử trong tháng 11 âm lịch là những ngày Mão, bao gồm 11 Tân Mão, 23 Quý Mão, cũng kiêng kỵ không dùng việc gì.
năm là ngày Dương Công Kỵ, trong tháng 11 là ngày 21 Tân Sửu, kỵ các ngày công việc liên quan đến nhà cửa. 6 là ngày Tam Nương, bao gồm 6 ngày, mùng 3 Quý Mùi, mùng 7 Đinh Hợi, 13 Quý Tỵ, 18 Mậu Tuất, 22 Nhâm Dần và 27 Đinh Mùi. Đây là 6 ngày xấu kỵ mọi việc. 7 là ngày Nguyệt Kỵ, bao gồm mùng 5 Ất Dậu, 14 Giáp Ngọ, 23 Quý Mão. Đây là 3 ngày cực xấu và kiêng kỵ mọi việc. 8 ngày Nguyệt Kiến là ngày Tý, bao gồm mùng 8 Mậu Tý và 20 Canh Tý. 9 ngày Nguyệt Phá là ngày Ngọ, bao gồm mùng 2 Nhâm Ngọ, 14 Giáp Ngọ và ngày 26 Bính Ngọ. 10 là ngày Thổ Phủ là ngày Tý, bao gồm mùng 8 Mậu Tý và 20 Canh Tý. 11 ngày Trực Bình là ngày Mão, bao gồm 11 Tân Mão và 23 Quý Mão. 12 ngày Trực Thâu là những ngày Dậu, bao gồm mùng 5 Ất Dậu, 17 Đinh Dậu và 29 Kỷ Dậu. 13 ngày Trực Bế là ngày Hợi, bao gồm mùng 7 Đinh Hợi, 19 Kỷ Hợi. 14 ngày Kiếp Sát là những ngày Tỵ, bao gồm mùng 1 Tân Tỵ, 13 Quý Tỵ và 25 Ất Tỵ. 15 ngày Tai Sát là những ngày Ngọ, bao gồm mùng 2 Nhâm Ngọ, 14 Giáp Ngọ và 26 Bính Ngọ. 16 là ngày Nguyệt Sát là những ngày Mùi, bao gồm mùng 3 Quý Mùi, 15 Ất Mùi và 27 Đinh Mùi. 17 ngày Nguyệt Hình là những ngày Mão, bao gồm 11 Tân Mão, 23 Quý Mão. 16 ngày Nguyệt Hại là những ngày Mùi, bao gồm mùng 3 Quý Mùi, 15 Ất Mùi, ngày 27 Đinh Mùi. 18 là ngày Nguyệt Yểm, trong tháng 11 ngày Nguyệt Yểm là những ngày Tý, bao gồm mùng 8 Mậu Tý và 20 Canh Tý. 19 ngày Thiên Sứ là ngày Dậu, bao gồm mùng 5 Ất Dậu, 17 Đinh Dậu và 29 Kỷ Dậu. 20 ngày Đại Thời là những ngày Mùi, bao gồm mùng 3 Quý Mùi, 15 Ất Mùi và 27 Đinh Mùi. 21 ngày Tứ Phế là ngày Quý Sửu, tháng 11 âm lịch không có ngày này. 22 ngày Ngũ Mộ là ngày 12 Nhâm Thìn. 23 ngày Thổ Phù là ngày Thân, bao gồm mùng 4 Giáp Thân, 16 Bính Thân và 28 Mậu Thân. 24 ngày Điện Nang là các ngày Tân Mùi, Tân Dậu, tháng 11 âm lịch không có hai ngày này. Đó là 24 hung tinh chúng ta cần loại bỏ trước khi tiến hành chọn ra những ngày tốt để thực hiện công việc xây dựng nhà cửa cho được hanh thông thuận lợi. Sau khi đã loại bỏ những hung tinh, ta xét các cát tinh để tìm ra những ngày tốt nhất, bao gồm những ngày sau. 25 ngày Thiên Nguyện là ngày Quý Sửu, trong tháng này không có. 26 ngày Thiên Đức Hợp là những ngày Thân, bao gồm mùng 4 Giáp Thân, 16 Bính Thân, 28 Mậu Thân. Ngày Thân trùng với ngày Thổ Phù nên không dùng. 27 ngày Nguyệt Đức là ngày Nhâm, bao gồm các ngày mùng 2 Nhâm Ngọ trùng với ngày Kiếp Sát nên không dùng. 12 Nhâm Thìn trùng với Ngũ Mộ, ngày 22 Nhâm Dần trùng với ngày Sát Chủ nên không dùng được. 28 ngày Nguyệt Đức Hợp là những ngày Đinh, bao gồm mùng 7 Đinh Hợi trùng với ngày Trực Bế, 17 Đinh Dậu trùng với ngày Trực Thâu và Thiên Sứ nên không dùng, 27 Đinh Mùi trùng với ngày Tam Nương không nên thực hiện công việc gì. 29 ngày Thiên Xá là ngày Giáp Tý, tháng 11 không có ngày này. 30 xét các ngày còn lại là Sửu, Thìn, Tuất, bao gồm các ngày mùng 9 Kỷ Sửu, 21 Tân Sửu, mùng 6 Bính Tuất, 18 Mậu Tuất. Tuy 4 ngày này không phải là ngày quá vượng nhưng cũng không có các hung tinh ảnh hưởng xấu đến việc xây dựng nhà cửa nên vẫn có thể xem xét sử dụng. 12 Nhâm Thìn trùng với ngày Ngũ Mộ nên không dùng. 24 Giáp Thìn có thể sử dụng để làm ngày xây nhà được. Như vậy là chúng ta đã dựa vào 30 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn ra những ngày tốt xây dựng nhà cửa trong tháng 11 âm lịch. Những ngày tốt trong tháng 11 âm lịch cho việc xây dựng nhà cửa đó là những ngày tốt sau. Ngày 24 Giáp Thìn kỵ những người tuổi Tuất, hợp những người tuổi Thân, Tý, Dậu và những người có thiên can là Kỷ. Ngày 16 Bính Tuất kỵ những người tuổi Thìn, hợp những người tuổi Dần, Ngọ, Mão và những người có thiên can là Tân. Ngày 18 Mậu Tuất kỵ những người tuổi Thìn, hợp những người tuổi Dần, Ngọ, Mão và những người có thiên can là Quý. Ngày 21 Tân Sửu kỵ những người tuổi Mùi, tốt cho người tuổi Tỵ, Dậu, Tý và những người có thiên can là Bính. Ngày 9 Kỷ Sửu kỵ những người tuổi Mùi, tốt cho người tuổi Tỵ, Dậu, Tý và những người có thiên can là Giáp. Đó là những ngày cát lành xây dựng nhà cửa trong tháng 11 âm lịch và chi tiết những tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc được thuận lợi và hanh thông. Hy vọng qua video này quý vị sẽ lựa chọn được những cho mình ngày tốt đẹp như ý. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại 0989 349 119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin cảm ơn.